Ok, là tôi xin chào tất cả các anh em cần thủ đam mê câu cá từ mọi miền tổ quốc. Hôm nay tôi làm cho anh em một clip gồm 9 máy câu, trong đó có một số máy câu nế nên chiếc này em đăng lên bán hạ giá. Rồi đếm vô cụ thể từng máy cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước khi thanh toán, nếu hàng lỗi hoặc không giống như clip em quay thì anh em có thể trả về cho em. Rồi, cảm ơn anh em. Rồi, đếm vô con thứ nhất cho mọi người xem. Con thứ nhất là một con Daiwa có nông Emblem 4500T, hàng Emblem, một hàng thương hiệu nội địa Nhật nha anh em, máy xuất sắc đích nội ích. Nói chung thì con này ngoại hình rơi vào tầm khoảng 85-90%, hàng xa bên nha. Chống gói cước, bộ bình sống, lấy cước ok. Thông số đây, con này thì xe tương đương với xe 8000 nha anh em. Cước số 8 được 150 m, cước số 7 được 170 m, xe tương đương 8000. Máy hoạt động trơn tru rồi, không cần gì phải bàn nữa. Mô bên sống hoạt động thì khỏi nói, quay ngược ok nè, quay tới ok nè, mô bên sống nha anh em, lấy cước ok. Ngoại hình thì em soi cho anh em xem rồi. Rồi giá con này thì em bán giá với clip này thì 1 triệu nha anh em, 1 triệu cộng ship. Mấy clip khác bán 1,2 triệu không á, con này 1 triệu cộng ship nha anh em. Giá em bán thì nếu em giảm giá thì em sẽ giảm công khai cho anh em luôn, anh em là chốt được thì chốt chứ inbox em kêu giảm giá thì em không giảm. Đó, 1 triệu cộng ship. Con này nặng nó rơi vào tầm khoảng 600 đến 650 gram nha anh em mới cân hồi nãy 650 gram. Tiếp theo con số 2 nha anh em. Con số 2 vẫn là một con Daiwa Emblem 4500T. Đây, con này thì nó khác, nó bị gần cái chân này. Đây nó gắn bắt máy nhá. À, chọc sơn ít thôi. À, ra bên. Nói chung là hàng nguyên kiện, không độ chế. Đây, 4500T. Đất bị xước. Mô bên vẫn là mô bên sống, xe tương đương với là xe 8000, cước 8 đến được 150 m. Nói chung hàng em bao hoạt động ok, không lỗi lầm. Có nông ở bên sống nha anh em, thích hợp cho anh em là đánh lục, đánh giặt bờ biển, câu tra, câu chép. Dòng này câu rất là khỏe nha anh em, trong cái cước. Đó, vẫn giá công khai nha anh em, giá công khai là 1 triệu cộng ship. Tiếp theo sẽ là con mắt số 3. Vẫn là một con Daiwa Emblem 4500T nha anh em. Con này thì nó có chống rơi. Thì con này thì nó có một cái độn nồi cho nồi nó nông ra thêm. Đã máy có nông mà độn nồi cho nông ra thêm đó. Nói chung thì máy hoạt động trơn tru, không lỗi lầm. Mô bên sống. Bán máy cho anh em soi kỹ cận cảnh luôn á, chứ chả quơ lại đâu. Đây đất này vẫn bị xước một ít nha, giá vẫn công khai nha anh em, giá công khai 1 triệu cộng ship và cộng trơn tru, không lỗi lầm. Đây, những con lăng của máy MLM đều là con lăng bằng đồng thau nha, hạn chế ăn mòn. Còn bên sống 1 triệu cộng ship, máy số 3. Tiếp theo sẽ là con máy số 4. Con máy số 4 là một con Daiwa. Con Daiwa này là một con Daiwa của Korea, hàng của Hàn Quốc xuất Nhật nha anh em. À, con này có chức năng xả cước nhanh by tuner. Con này thì có xe tương đương rơi vào tầm khoảng 8000, 8000 bảng gỡ 8000. Cước 8 với được 140 m, cước 7 với được 170 m, xe tương đương với 7000 gỡ 8000. Nói chung là máy hoạt động trơn tru, không lỗi lầm. Máy đua chuột, chức năng xả bằng cước nhanh, ba toner. Nào, quay nè, tập nè, đó. Con này chia cho anh em săn hàng, thích hợp cho anh em săn hàng. Đó. Gặp những hàng to thì anh em thao tác rất là nhanh. Đây, mô bên nó gắt là gít. Bật một cái là chạy tua tua luôn, tăng giảm dưới đây anh em. Tăng giảm của con Patuna thì nằm dưới đây ha, cứng lại.
thở ra chút đi. Hoạt động trơn tru nha anh em. Đây, mười bình cứng đây. Hoạt động khỏi bàn. Sẽ được qua máy nha anh em. Nói chung con này ngoại hình nó gơ vào tầm khoảng 90-85%. Thì theo cái phần ngoại hình thì theo anh em nhìn. Hàng khá là ok nha anh em. Bên bên sóng lấy cước ok, hàng Korea. Đây, con đang quẳng lăn nha anh em. Đó, hàng thì bán hàng cho anh em coi kỹ hết. Kiểm tra hàng trước thanh toán, nếu hàng không giống clip thì gửi về cho em. Rồi, giá công khai luôn nha mọi người. Giá công khai con này 900k nha. Đó, máy số 4 900k. Tiếp theo sẽ là con máy số 5. Con máy số 5 là một con Daiwa XT7500R dây. Một con này thì xây tương đương gơ vào tầm khoảng 3.000 nha nè, 3.000 gửi. Cước 3 được 150m. Đó. Cước 4 được 100m. Con này chia cho anh Milua. Câu tôm, câu chép, đánh ISO, câu tra cũng được. Con này hỗ trợ cốt to nha anh em. Tốt rất là to, hoạt động trơn tru, không lỗi. Quay ngược ok, quay tới ok. Đây, con này hàng xe bên, hàng nội địa Nhật. Đuôi chuột mà sử dụng cốc to thế này thì bao cho anh em cảo nha. Hoạt động thì chân chu rồi. Con này hoạt động thì không cần phải bàn hết. Dòng tua nó gơ vào tầm khoảng 5.3.1 nha anh em. Đó, con này nhông thì nhông đời cao nha. Nhông cái con lường chạy lên chạy xuống á, nó phải là nhông bánh găng. Bộ vịt sống, máy đuôi chuột nha anh em. Rồi, giá công khai máy luôn nha mọi người. Giá công khai con này là 400k cộng ship. Tiếp theo sẽ là con máy số 6. Vẫn là một con Daiwa cối nông. Con này Daiwa có nông Long Ben 3500 3000H, hàng Bắc Berlin, hàng Long Ben, hàng Daiwa nội địa Nhật, Japan. Nói chung thì ngoại hình con này khá là ok, giống như clip, tầm khoảng 90% nha anh em. Ngoại hình khá ok nha. Nói chung thì rất là ổn đây. Đó, đủ tem. Con lăn thì bằng sứ xít, lăn quẳng lăn nha anh em. Bán hàng thì test cho anh em coi hết. Dòng tô là 5.1.1. Để nét coi. Đó, 5.1.1 nha anh em. Hàng đã qua. Hoạt động thì chân chu rồi, khỏi bàn. Những dòng này chục ca rất là khỏe. Mưa bên sóng lấy cước ok. Con này có thông số cước nữa. Đây, cước 6 được. Đây, cước 8 được 200m, cước 10 được 150m, sẽ tương đương với 8.000-9.000 nha anh em. Hoạt động trơn tru, không lỗi. Bộ bình sống nha. Em bán hàng thì cho anh em kiểm tra hàng trước thanh toán nha anh em. Giống clip thì anh em thanh toán, không giống thì anh em gỡ về. Anh em không mắc một đồng mà luôn. Rồi, giá vẫn công khai 1 triệu cộng ship. Máy có nông bữa nay thì em giảm giá hết. Tiếp theo sẽ là con máy số 7. Máy số 7 là một con Naui 2000. Đó, xe tương đương với xe 2000 nha anh em. Cước 2 được 150m đây. Cước 3 100m, cước 4 170m. Con lăn thì dân bằng đồng thao. Lăn đăng nha anh em. Em test cho anh xem. Nem lăn nè anh em. Mua bị sống. Để cước ok. Hàng Naui 2000. Hoạt động đây. Hoạt động trơn tru nha anh em. Không lỗi nha. Mua bị sống. Lấy cước ok. Quay ngược ok.
Quay tới ok. Bán hàng cho nên soi kỹ nè, nó xuất đây một ít. Rồi, hàng Shimano. Hàng này nhất định là của Malaysia rồi anh em, hàng Na Uy của Malaysia chắc rồi, không chạy như đâu hết. Khỏi coi em cũng biết. Rồi, giá công khai nha mọi người, giá công khai con này nha mọi người, giá công khai con này là 400 cộng ship, 400k cộng ship một con máy Na Uy. Tiếp theo sẽ là con máy số 8. Một con máy Emblem. Một con máy tem đây qua hàng Nhật nha anh em. Con này thì có nông, tới rất là nông nha anh em. Thông số cước thì nó bị bay màu rồi. Hàng hỗ trợ ABS. Tay quay thôi. Con này thì chuyên cho anh em đi lua mực thôi. Lua mực đánh UL, đánh ML. Chứ con này thì chứa rất ít dây nha anh em. Hoặc anh em đi câu cá lăng cũng được, hoạt động trơn tru. Đây con này nó quay nó kêu xè xè thế này nè, nó quay kêu xè xè thì nó quay kêu xè xè. Một là bị khô nhất, nó thôi bị khô mặt bạn nó hàng bán sao nó làm vậy, nó kêu vậy đó, hoạt động trơn tru rồi im mượt. Máy sau thì bán sau nói quậy thôi. Đó. Bộ pin thì mua pin sống nha anh em. Máy cước ok, đập rất là mạnh nha. Hàng KB đó. Rồi, giá công khai nha mọi người, giá công khai con này luôn. Giá công khai con này là 800k cộng ship. Tiếp theo sẽ là con máy cuối cùng. Con máy tem tay qua 4204C. Con này thì 7 mặt đạn nha anh em, dòng tua là 4.8.1. Hai con này là một cặp thôi. Còn là một con bên đây cũng là 7 mặt đạn. À. Hàng cái ABS. Thông số cước đây, cước không chả biết cái này luôn. À. Đã biết thông số cứ đọc thế nào luôn. 0.0015, 0.45 thì vô được cỡ 150 mét quá. Chả biết. Hoạt động chân châu. Mua bên sóng nha anh em. Tiếng côn kêu hơi nhỏ. Lấy cực ok, cái dòng đánh cướp là rất là to nha. Hàng này chuyên cho anh em con mực rồi. Hoạt động chân châu. Mua bên sóng. Đấy, cứ ok. Hàng hỗ trợ ABS hoạt động ok, tới ok. Rồi ok, hàng tem đây qua. Hàng có 5. Thông số trên đây thì nó sẽ ghi là cước 0.64 0.16 mm, vô được 100 m. À. Rồi, giá công khai con này luôn nha mọi người, chuyên cho anh em đi lua nha, hàng có nông siêu nông luôn. Hàng này cho anh em đi đánh dây nhỏ, đánh mực. Rồi, giá công khai con này luôn, giá công khai con này 1 triệu nha anh em, hàng khá là nhẹ nha, con này tầm khoảng 200 gram. Không lỗi, con này không lỗi. Đó, tổng cộng 9 con máy em lên cho anh em hôm nay. Nếu anh em mua con nào á, anh em có thể báo em chụp hình cận cảnh cho anh em xem. Ưng thì chốt. Anh em có thể kiểm tra hàng trước thanh toán, nếu hàng không giống clip em quay á, anh em có thể trả về. Rồi, cảm ơn anh em.